Xin chào các bạn, trước mặt mình đang là một chiếc hộp laptop. Và như dòng chữ ở đây thì mọi người có thể thấy là IdeaPad Gaming thì chắc chắn là chiếc laptop này sẽ dành cho game thủ. Và hãy cùng mình mở hộp ra xem bên trong có những gì nhé. Đầu tiên sẽ là cổng kết nối SATA 3. Thứ hai là cục sạc theo máy. Và không thể thiếu đó chính là dây nguồn. Cuối cùng chắc chắn là quan trọng nhất đó chính là sách hướng dẫn sử dụng và chiếc laptop của chúng ta ngày hôm nay. Đối với hầu hết các laptop gaming hiện nay thì mình thấy mức giá toàn trên 20 triệu. Thế nhưng đối với laptop thế hệ mới của Lenovo, hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế đơn giản, lịch lãm mà giá chưa đến 20 triệu thì mình nghĩ chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu các bạn có ý định mua laptop gaming. Đầu tiên là về thiết kế, nhìn vào một màu đen bao phủ toàn bộ máy, vuông thành sắc cạnh vô cùng chắc chắn. Toàn bộ máy được làm từ nhựa, tuy có hơi dày một chút, thế nhưng mà vì là laptop gaming thế nên điều này cũng dễ hiểu. Mạnh mẽ từ bên ngoài cho đến cấu hình bên trong và có lẽ mình nghĩ rằng các bạn nam sẽ rất là thích thiết kế như thế này. Lenovo IdeaPad Gaming 3 được cải tiến từ dòng L340 với phần logo của Lenovo vẫn được đặt ở góc bên phải của máy. Logo được làm từ kim loại thế nên nhìn nó sẽ sang hơn và hợp với thiết kế máy. Phần bề mặt thì khi nhìn vào sẽ hơi bóng nhẹ, giả kim loại, thế nên là mọi người cần chú ý một chút vệ sinh thường xuyên để giữ cho vẻ đẹp của máy. Đối với mình thì mức độ hoàn thiện của em này khá ổn, khá là đẹp và mình hoàn toàn hài lòng với mức giá chưa đến 20 triệu đồng. Tiếp đến sẽ là phần bản lề với dòng chữ IdeaPad Gaming ở phía bên tay trái, vừa tinh tế vừa làm điểm nhấn cho máy luôn. Chất lượng bản lề ở mức tạm ổn, có đung đưa nhẹ thế nhưng màn hình được làm từ nhựa, thế nên là phần bản lề này vẫn có thể đỡ được, chỉ là bạn nào hơi khó tính một chút thì sẽ để ý. Nhắc đến màn hình thì màn hình của IdeaPad Gaming 3 có hai cạnh viền khá mỏng, cạnh trên cùng thì dày hơn một chút và là nơi đặt webcam. Chất lượng của webcam cũng ở mức tạm ổn, nếu như các bạn có ý định sử dụng video call hoặc là phần mềm zoom để đàm thoại thì cũng hoàn toàn là ok. Màn hình với kích thước lớn là 15,6 inch rất phù hợp để chơi game, tấm nền IPS, chất lượng hiển thị khi đo đạc ở mức tầm trung khi sRGB đạt 64%, Adobe RGB đạt 47%, DCI-B3 đạt 47% và độ sáng cao nhất đạt 270 nits. Với màn hình này thì sẽ tạo ra những hình ảnh với cả chi tiết chân thật nhất. Hiện nay thì có nhiều dòng game cần sự di chuyển nhiều, vì thế thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc laptop vô cùng hợp lý. Bàn phím sẽ là một điểm mạnh trên IdeaPad Gaming, khung bàn phím chắc chắn, cảm giác gõ tốt tương tự khi so với Legend. Hành trình phím sâu, phím nhanh nhạy, có bàn phím số, bề mặt phím thì rộng thế nên là cho cảm giác gõ phím vô cùng thoải mái và bàn phím này thì cũng có đèn LED màu xanh để người dùng có thể chơi game trong bóng tối luôn. Chuyển xuống dưới thì có phần touchpad cho cảm giác di tốt thế nhưng chất lượng gia công không cao. Nhưng dù sao thì cũng là laptop gaming thế nên là anh em cũng sẽ dùng chuột nhiều hơn là sẽ dùng touchpad này. Máy sẽ được trang bị CPU Intel Core i5-10300H 4x8 luồng, card đồ họa GTX 1650 phiên bản tiêu chuẩn, 8GB RAM, 512GB SSD. Ngoài ra thì máy còn một khe SATA 3 để nâng cấp nếu như các bạn có điều kiện để nâng cấp máy lên. Và đối với cấu hình này thì ngoài chơi game ra các bạn có thể làm đồ họa cũng được luôn.
Về cổng kết nối, cơ bản là sẽ có đầy đủ thế nhưng mà không nhiều so với những mẫu laptop gaming khác. Cổng kết nối của IdeaPad này tập trung hết ở bên cạnh trái, cùng có cổng nguồn RJ45, HDMI, USB Type-A, USB Type-C, jack audio. Còn ở bên cạnh phải thì sẽ chỉ có duy nhất một cổng USB Type-A thôi. IdeaPad gaming này thì sẽ được trang bị công nghệ hiện đại với Bluetooth 5.0. Đây dường như sẽ là công nghệ cần thiết hiện nay và cả tương lai bởi chúng sẽ kết nối dễ dàng mà không cần dây hay cáp nối. Điều này sẽ giúp các bạn giải trí như là xem phim hoặc là nghe nhạc được trơn tru mượt mà sẽ đem lại cảm giác tuyệt vời nhất. Về hệ thống tản nhiệt thì Lenovo đã trang bị một quạt nhỏ, một quạt lớn cùng hai ống đồng. Hai ống đồng này thì sẽ được tiếp xúc với cả CPU và GPU. Quạt thì có thể điều chỉnh qua phần mềm của máy. Và khi chạy qua một số bài test của mình thì mình cảm thấy dường như là Lenovo đã giới hạn điện cho CPU và GPU trong tùy từng tác vụ. Theo mình thấy thì đây sẽ là hệ thống tản nhiệt đủ tốt để đảm bảo cho mọi trận game được mượt mà, bền bỉ, đó chính là sự cần thiết. Và vì thế thì nhà sản xuất đã trang bị quạt kép đi kèm với hệ thống thông hơi cực thoáng giúp máy kiểm soát và giải tỏa nhiệt độ nhanh chóng. Cuối cùng thì sẽ là loa và thời lượng pin. Loa ở mức tạm ổn, nghe được, âm lượng to, rõ ràng. Thời lượng pin cũng khá tốt. Thời lượng pin này có khả năng giúp cho các tác vụ cơ bản như là lướt web này, Word, Excel có thể lên đến gần một ngày làm việc thì cũng không hề có vấn đề gì. Và không biết là mọi người đánh giá ra sao về chiếc Lenovo IdeaPad Gaming này, để lại phần bình luận ở phía dưới nhé. Và hiện tại thì em laptop này đang có mức giá cực ưu đãi chưa đến 20 triệu đồng. Và ngoài ra khi mua còn có bộ quà tặng lên đến 1.600.000 bao gồm RAM 8GB, ba lô Lenovo, chuột gaming và bản di chuột nữa. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video. Và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.